Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video hôm nay và cuốn series tiếp theo chia sẻ những tác phẩm cây bonsai tại nhà vườn Phúc Lê, có địa chỉ là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Rồi, để tiếp tục mở đầu chương trình, một tác phẩm me đầu tiên để chia sẻ gửi đến anh chị em cùng xem, cùng tham khảo và giao lưu với nhà vườn. Và Thanh Phú xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã đồng hành xem cái series của nhà vườn Phúc Lê. Những cuốn video tiếp theo còn rất nhiều tác phẩm cây bonsai đẹp đang chờ phía trước. Lần lượt Thanh Phú sẽ chia sẻ để gửi đến anh chị em mình cùng xem và tham khảo, giao lưu. Và trong khi chia sẻ những tác phẩm bonsai, vì số lượng cây quá nhiều, đặc biệt là xây cây kích lớn, nên là phần chi tiết và chia sẻ nó cũng bị hạn chế. Mong quý vị cùng anh chị em mình xem, cùng thông cảm. Một tác phẩm me xây này cũng tầm trung, để giới thiệu và chia sẻ anh chị em xem tí xíu về phần bệ đế. Đế rất là đẹp, về cán, về cành, về chi râm bên trên rất là chi tiết và ổn định. Và vẫn tiếp tục, hôm nay Thanh Phú nhờ người anh cũng chi tiết và đo dùm cái kích thước cũng như cái thông số của cây. Rồi, mời anh. Hoành đế 83. 83 hoành đế. Thân 30. Thân 30. Tàn 1m33. Tàn là 1m33. Cao 92. Cao là 92. Sẵn anh đo dùm cái chậu luôn. Kích thước phủ bì. Sáu mươi hai kích thước phủ bì của chậu. Rồi, Thanh Phú kính mời cùng anh chị em cùng xem lại tác phẩm me. Cao 38. Cao của chậu là 38. Rồi, vẫn tiếp tục những tác phẩm tiếp theo. Và kế tiếp thì trước màn hình, Thanh Phú cũng chia sẻ một tác phẩm me cũng tầm xây kích 4 người bị nặng. Thì nơi đây có nhiều cái cuốn video trước Thanh Phú chia sẻ những tác phẩm me rất là già và bệ đế to. Thì những cuốn video sau này thì những tác phẩm me cũng tương tự, cũng hàng xây kích lớn và phần bệ đế to và già. Về cốt cán tay cành cũng tương đối. Đặc biệt là cây rất là già, thì khi cây già là đổ nu, những phần da trụng lại rất đẹp. Và phần bể đế có những cái rễ quý vị, nó chạy rất là khôn, rất là khéo. Nó vè, nó vẹt, nó vặn lên, vặn xuống. Và có những cái phần rễ nó bấu móng xuống, nên rất là hay. Đấy, thì cũng như Thanh Phú chia sẻ là những cái nu này. Đấy, rất là dễ thương. Đó, anh chị em mình cùng xem và cảm nhận. Rồi, và sau đây Thanh Phú nhờ anh đo dùm cái kích thước để chia sẻ cũng như gửi đến anh chị em mình cùng mường tượng và xem. Đế 1m05. Đế là 1m05. Hoành cổ thân. Hoành thân 44. 44. Và tổng bồ tàng. Tàng 1m13. 1m13 tổng bồ tàng. Cao 1m05. Cao là 1m05. Anh đo dùm chậu luôn. Đo phủ bì kích thước chiều dài. Phủ bì là 80. 80. Kích thước chậu. Đó thì vừa qua Thanh Phú vừa chia sẻ một tác phẩm me để giới thiệu cũng như gửi đến anh chị em cùng xem. Và nếu yêu thích thì liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình. Và số điện thoại cũng là số Zalo của nhà vườn. Và còn rất nhiều tác phẩm bonsai cũng đa chủng loại, hàng xây kích lớn. Mong quý vị cùng anh chị em cùng theo dõi cái series này. Và tiếp theo liên tục chương trình một tác phẩm me xây to trước màn hình quý vị về tổng bóng, về cốt, về đế, về cành. Xây này thì hàng kích cậu chứ còn con người mình không bưng bê nổi quý vị vì quá to. Trước hết Thanh Phú kính mời quý vị anh chị em mình xem cái phần bệ đế, rồi đoạn thân, cốt cành, chi râm. Khi mà cây nó đạt cái độ già quý vị thì những cái phần rễ cũng như thân, nu, da trụng đấy, anh chị em mình xem rất đẹp. Người ta thường nói là khi nó già đấy thì nó trụng da vôi. Đó, rất đẹp. Tí xíu nữa Thanh Phú nhờ một người anh đo cái hoành, một cái kích thước. Anh chị em mình bất ngờ một cái kích thước hoành của một cái củ thân ở chỗ đây. Rất là to và kinh khủng. Cũng có thể là Thanh Phú mời anh chị em mình xem mặt bên này. Quá đẹp quý vị. Những cái phần rễ nó cuộn đó. Rồi, và Thanh Phú mời anh chị em mình xem cái phần bên trên về cốt cán tay cành. Được tạo tác và xây dựng cũng khá là lâu, mất rất nhiều thời gian mới có được một cái cốt cán và chi râm. Làm cũng khá là kỹ quý vị, vì những cái nét nhỏ làm cũng rất là nhạo, độ co lắc nhất định. Rồi sau đây nhờ anh đo dùm kích thước. Đế 1m37. 1m37 về phần bệ đế. Và phần cổ thân. Phần thân 55. 55. Anh giúp dùm ngay cái đo cái cục to chỗ đó luôn. Anh đo ngay cái chỗ to đó. Thành eo. Đó, ngay cái đoạn thước quý vị. Thành eo 1m03. 1m03 nơi cái đoạn ngay thước anh vừa đo. Tàng là 1m6. Cao 1m15. Cao là 1m15. Chậu chắc 1m1 phải không anh? Anh đo dùm 1m1. 1m1 kích thước chậu. Thì vừa qua Thanh Phú chi tiết và chia sẻ và báo cáo cái thông số cũng như cái kích thước của cây. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình quan tâm thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Và tiếp theo liên tục chương trình một tác phẩm, một chủng loại cây không thể thiếu của anh em miền Trung, đó là một tác phẩm Hải Châu. Và tác phẩm Hải Châu, chủng loại Hải Châu đang mùa hoa trái. Trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, một tác phẩm Hải Châu đang cho trái đầy kính trên cây, rực rỡ, nhiều màu sắc. Sau đây Thanh Phú chi tiết từng phần để giới thiệu cũng như chia sẻ cùng anh chị em cùng xem và tham khảo. Đây thì xây kích tầm 3 người bê, nhưng mà đặc biệt cây này đã buông kẽm từ lâu. Không có dây nhôm bên trên, được tạo tác và xây dựng. Dòng này trái rất đẹp quý vị. Khi là nó tạo tác là một màu xanh. Đó, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ. Để Thanh Phú cho anh chị em mình xem cái màu cam. Đấy, một cái màu cam rất đẹp. Và khi chín rộ là màu đỏ. Một cái màu đỏ rất là óng ánh, chín mọng. Đó, về tay cành cũng như là xương râm cũng khá là dày và ổn định, vì đang cho trái để mình hưởng một cái mùa trái. Sau đó khi hết mùa trái thì mình sẽ bấm gọn lại, chứ nó cũng phân tán đầy đủ và chi tiết. Và sau đây Thanh Phú nhờ anh đo dùm kích thước để anh chị em mình mường tượng một cái kích thước của một tác phẩm Hải Châu. Hoành đế 93. 93. Hoành đế. Hành thân 23. 23 là anh đo một thân. Và 1m37. 1m37 bồ tàng. Chậu 60. Chậu kích thước chiều dài phủ bì 60. Cao 84. Cao là 84. Và ngang của chậu. Ngang 47. 47 kích thước chiều ngang. Và một tác phẩm Hải Châu, một xây kích, một form dáng rất đẹp. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em yêu mến, yêu thích thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn thông qua số điện thoại, và số điện thoại cũng là số Zalo của nhà vườn. Và liên tục chương trình thì không thể thiếu một chủng loại cây, đó là sam núi trái. Một tác phẩm sam núi trái trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em khá là hoàn chỉnh. Đặc biệt rất là già. Trước hết Thanh Phú chi tiết tổng bóng, và sau đó để chi tiết từng phần, và cuối cùng chia sẻ kích thước. Một tác phẩm sam núi trái như này anh chị em mình nếu duyên sở hữu mình có thể mang đi chơi các cuộc triển lãm Đây là phần trái. Hiện tượng của cây đây là những cái trái non kín hết cả những cái bông tán. Và Thanh Phú xin phép được nói thêm, tác phẩm này được tạo tác bông tán tay cạnh bên trên là chơi theo lối cắt giật. Anh chị em mình cùng xem. Và nếu như tạo tác một tác phẩm mà hoàn thiện theo lối cắt giật, mất rất nhiều thời gian mới có được những cái form tàn và những cái chi râm. Đây là phần bệ. Một cái bộ bệ của cây. Những cái phần rễ và bốn bên rất là vững. Còn về thân, da nó trắng hết rồi quý vị. Đó, một tác phẩm phải nói là đây là mang đi các cái cuộc triển lãm. Xây kích tầm cũng là rất là gọn. Anh chị em mình mở cốp xe bỏ vô hay là xe bán tải đó, để lên là chở đi chơi rất là tốt. Trái kín cả cây. Rồi sau đây Thanh Phú nhờ anh chia sẻ dùm kích thước. Hình nhớ 1m05. 1m05. Hoàn đế. Hình thân 17. Thân là 17. Là ngay thước đó quý vị. Tàn 1m1. Tàn là 1m1. Cao 1m. Cao là 1m. Chậu 60. Chậu kích thước chiều dài là 60. Chiều ngang là 46. Ngang là 46. Rồi, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem lại tổng thể cũng như tổng bóng của cây. Và tiếp theo, để liên tục chương trình, Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm phi lao. Bởi vì xây kích cũng khá là lớn quý vị, nên là không gian thì cũng không cho phép. Nên Thanh Phú cũng cố gắng chi tiết thật kỹ để anh chị em mình xem, tham khảo và giao lưu. Và cây còn đang nằm một chiếc chậu. Đôi lúc thì cũng có thể nói là nó chưa phù hợp. Nếu quý vị anh chị em mình quan tâm sẽ xây dựng một chiếc chậu cho thích hợp với một tác phẩm về đường thân. Thân chạy lắc lên rất là đẹp. Và cái bành đế đó quý vị, tí xíu nữa Thanh Phú sẽ nhờ anh đo cái mặt vách của cái bành đế. Anh chị em mình cùng mường tượng và xem. Nó rất là khéo quý vị. Những cái sóng này, cái sóng nó chạy vẹt theo vậy nè, rất là hay quý vị. Còn bộ da rất đẹp, kiểu như là lên đồng mà quý vị. Và Thanh Phú xin phép được nói thêm, nếu anh chị em mình chơi dòng phi lao là mỗi khi mà sáng thức giấc anh chị em mình ra xem những cái đọt lá đó, những cái giọt sương đó, nó động trên đó rất đẹp. Rồi nhờ anh đo dùm cái kích thước. Anh giữ cho rất là to quý vị về phần đế. 1m99, một con số rất đẹp. À, anh đo nghĩ cổ dùm mấy cổ đây. Hình eo 92. Anh đo dùm cái mặt vách luôn, cái mặt vách đo thẳng qua đây là nó bao nhiêu. Đấy, cái mặt vách 90. Đấy, anh chị em mình cùng mường tượng một cái kích thước. Thành thân 39. Và tổng bồ tán 1m8. Và chiều cao 1m65. Cao 1m65. Và một tác phẩm phi lao vừa qua Thanh Phú chia sẻ và chi tiết. Sau đó để báo cáo cái kích thước, nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình yêu thích thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Tác phẩm này rất tiện trang trí cho những không gian, những có một cái ngôi nhà lớn, một sân vườn rộng, trang trí rất đẹp. Và có rất nhiều, còn nhiều tác phẩm bonsai đẹp, bonsai quý. Anh chị em mình theo dõi những cái series, những cuốn video tiếp theo tại nhà vườn Phúc Lê, có địa chỉ là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và một tác phẩm khá là đặc sắc trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, một tác phẩm me. Nhìn xa xa tổng bóng, anh chị em mình cũng có thể là hình dung và mường tượng. Đây là xây kích cũng tầm 4 người bê nặng. Thật sự là khỏe quý vị, chứ còn không bê không nổi vì quá to. Một cây giáng huyền được tạo tác xây dựng đến thành một cây bonsai phải nói là cực kỳ. Còn về phần bệ, cái bộ bệ này nó đôm lên một cái phần cũ đó, rồi những cái nu, những cái sóng rễ nó chạy rất là khéo. Cũng rất là già quý vị. Nếu mà về Thanh Phú chi tiết cái phần cốt rồi cán râm, anh chị em mình cũng có thể là hình dung được một cái quá trình nuôi mới có được một tác phẩm bonsai. Đó, cái cành huyền đẹp tuyệt vời. Đó, những cái co ác được tạo tác và những cái phần bề, phần đế. Cái đoạn rất khéo, những cái phần thì nó trụng lại. Đấy, cái cành này, những cái độ co lắc rất là mềm. Về phơm tàn, những cái chi tán làm rất là kỹ. Qua phía bên này anh chị em mình có thể thấy được cái đường co này được tạo tác, những cái co ác rất là mềm, phải nói là tuyệt vời quý vị. Rồi, một tác phẩm me Thanh Phú vừa chia sẻ. Sau đây Thanh Phú nhờ anh đo dùm kích thước cũng như thông số của cây để anh chị em mình cùng mường tượng hình dung. Hình đế 1m06. Hoành đế 80. 80, đoạn ngay thước. Nơi cổ thật 29. Anh đo đỉnh xuống đó, đúng rồi, bỏ thước bên trên đó. Đấy đúng rồi anh, trên tim mà 1m3, 1m30 quý vị, ngay thước đo từ tim đỉnh đi xuống. Cao 77, cao là 77. Anh đo dùng kích thước chậu luôn, đo phủ bì 54. Hình như là Thanh Phú thấy nó có cái đôn luôn quý vị, chậu và đôn cả bồ rất đẹp. Anh đo tổng thể cái đôn và chậu luôn à, từ mặt đất đi lên tới cái chậu luôn, lên chậu luôn. 97. Một tác phẩm me rất đẹp. Nếu quý vị anh chị em mình quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhà vườn để nhanh tay và sở hữu những tác phẩm đẹp, tác phẩm quý về trang trí cho ngôi nhà cũng như khu vườn của mình ngày càng đẹp hơn. Và tiếp theo cũng như liên tục chương trình, Thanh Phú xin phép được chia sẻ tiếp cái series những cuốn video cây cảnh, cây bonsai tại nhà vườn Phúc Lê có địa chỉ là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng đón xem tiếp. Thanh Phú sẽ chia sẻ những tác phẩm đẹp, những tác phẩm quý còn lại nơi đây. Và hẹn quý vị lại cuốn video kế tiếp.